Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 21 tây tháng 12. Và Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư ngày 22 tây tháng 12 rồi. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Thì uh, chỉ còn vài ngày nữa thôi chúng ta đã tới cái ngày Noel rồi Thì có phải là năm nay Santa đến muộn nhưng mà vẫn đến hay là không Tại vì các bạn thấy được là chúng ta cũng đã thấy một cái sự tăng trưởng Trong vòng 24 giờ qua và đẩy giá của BTC Thời điểm bây giờ đó là 49.302 Nhưng mà cách đây khoảng chừng nửa tiếng đó đã lên tới là 49.600 Gần như là muốn chạm cái mức là 50.000 đô thì các bạn thấy là không chỉ riêng là Bitcoin mà các bạn thấy là ngày hôm nay đó thị trường có rất nhiều màu xanh à, các bạn đã thấy được là những đồng à, như là Temium thì cũng không có tăng nhiều nhưng mà chúng ta thấy những đồng như là AVAX, Polkadot, Luna, CEO, Matic, Shiba Inu, Link đều là màu xanh đậm ngày hôm nay thì khi mà chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng của những đồng lớn đó khi mình thuận refresh uh, refresh channel lại thì các bạn thấy được là BTC đó thì tăng 4,3% Ethereum đó và chúng ta thấy được BNB thì coi như cũng tăng nhẹ 2% Solana thì tăng 3,7% XRP tăng gần như là 10% và Cardano tăng 4,4% trong đó chúng ta có những đồng tăng mạnh hơn như là hai đồng the Luna và Avalanche đều tăng tổng cộng là 11% và Polkadot đó thì tăng 6,5% thì chúng ta hôm nay đó đã... Trước hết Tùng sẽ chia sẻ những thông tin on chain với các bạn trước Và chúng ta sau đó sẽ chia sẻ một số những cái nhận định cũng như là thông tin thú vị mà Thần muốn nói với các bạn Và chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái điều mà Thần nghĩ các bạn cần phải nên suy nghĩ đến Khi mà chúng ta đã chuẩn bị kết thúc năm 2021 này bước vào năm 2022 Thì các bạn có những cái suy nghĩ như thế nào các bạn comment bên dưới Thần sẽ chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ hiện giờ của thần Thì chúng ta bây giờ đó nhìn một số những tài liệu on chain căn bản đi nên chúng ta hay, hay, nhìn đó, các bạn thấy được đây là tài liệu của Classno Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái chỉ số liên quan tới còn bao nhiêu PTC đang có lời Chỉ số chúng ta nhìn hàng ngày đó Thì chỉ số này các bạn có thể biết là chúng ta muốn thấy con số dưới 85% Thì bây giờ đó con số vẫn thấp là 78,5% Kế tiếp nữa đó chúng ta thấy đó là nhìn vào những tài liệu ở trên Crypto Khoan Thì các bạn sẽ thấy được đó là những cái tài liệu thông thường chúng ta hay nhìn như là cái số lượng BTC trên sàn đó thì các bạn thấy rất rõ ràng là cho dù là gần đây thị trường ảm đạm nhưng mà các bạn thấy là BTC đó cứ liên tục bị rút ra khỏi sàn cái đường màu xanh các bạn thấy trên màn hình này. Và liên tục như vậy đó, đây là hiện tượng đã có từ tháng 7 tới bây giờ rồi. Chúng ta nhìn vào gần hơn đi, bấm vào hourly là tính theo giờ thì các bạn thấy được là gần đây cũng như vậy. Chúng ta thấy được là giá cả cái đường màu trắng này từ cái mức là 69.000 đô đã bắt đầu đi xuống nhưng mà các bạn thấy được là cái đường màu xanh này vẫn tiếp tục đi xuống cùng với giá có nghĩa là giá đi xuống nhưng mà chúng ta lại thấy hiện tượng là BTC rời khỏi sàn điều này cũng không có gì là lạ nữa nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên cũng đã biết cái thông tin này rồi chúng ta nhìn vào tài liệu tương tự nhưng mà liên quan tới Ethereum thì như thế nào Ethereum đó thì các bạn thấy được là hầu như là hơn cái năm nay chúng ta đều thấy là cái đường màu xanh này đi xuống đi xuống như là càng ngày càng ít Ethereum ở trên sàn hơn nhưng mà gần đây đó tới khoảng chừng là tháng 11 cho tới bây giờ thì các bạn thị rời đã có xu hướng đi hàng ngang có nghĩa là không có nhiều ether rời khỏi sàn nữa tại vì đã có rất nhiều rời khỏi sàn rồi cho một thời gian cũng khá là dài đường màu xanh trên màn hình các bạn thấy đường màu trắng này là giá cả của Ethereum gần đây thì các bạn thấy được là đúng là có hiện tượng là có thêm một chút xíu ether đẩy lên trên sàn như là các bạn thấy được là cái đường màu xanh này cũng có sự tăng trưởng một chút khi mình chuyển qua thành tính theo giờ đó các bạn thấy rõ hơn. Nhưng mà điều này đó cũng không có nghĩa là chúng ta đã thấy cái xu hướng thay đổi là có nhiều Ether trên sàn. Các bạn thấy rất nhiều lần trong cái con đường đi xuống này đó, chúng ta thấy được cái đường màu xanh này đẩy lên một chút. Nhưng mà sau đó lại tiếp tục cái xu hướng đi xuống của Ethereum. Đây là chúng ta nói tới cái số lượng Ether và Bitcoin trên sàn. Nói chung đó thì xu hướng vẫn là ngày càng, càng ít Ether và Bitcoin trên sàn hơn Và chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là có bao nhiêu Bitcoin và Ethereum đẩy lên trên sàn và rút ra Trong cái thời gian gần đây thì chúng ta sẽ nhìn vào cái tài liệu trước hết chúng ta sẽ nhìn vào tài liệu của Bitcoin đi Thì khi mình zoom vào các bạn sẽ thấy được là đây là tính theo ngày Thì các bạn thấy rất rõ ràng là nhiều ngày qua có thể nói được là hai tuần hay là ba tuần qua là cũng như liên tục các bạn thấy được là giá cả ám đạm nhưng mà Bitcoin vẫn tiếp tục rời khỏi sàn. Hôm nay cũng là như vậy tài liệu mới nhất đó là kết thúc ngày 20 tây ngày hôm qua là chúng ta vẫn thấy là có 520 Bitcoin rời khỏi sàn nhiều hơn nạp vào Chúng ta nhìn vào tài liệu ngắn hạn hơn đi tính theo giờ Để xem coi hôm nay kết thúc khả năng này ra sao Thì để cần zoom vào các bạn thấy rõ hơn Thì trong thời gian 24 giờ qua đó cũng không có nhiều cái sự thay đổi đâu cái bạn được là kết thúc ngày hôm nay thường nghĩ là cũng là sẽ có khả năng cao Chúng ta vẫn tiếp tục thấy đó là cái số lượng Bitcoin rời khỏi nhiều hơn nạp vào đối với thuần Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi mà thôi còn về Tavium thì như thế nào? Về Tavium như bạn nào mà vừa xem cái biểu đồ mới đây cũng đã biết là gần đây chúng ta có thêm một chút xíu Ether trên những cái sàn giao dịch thì đương nhiên điều này tại vì các bạn thấy được là gần đây có một số ngày chúng ta thực sự là có thêm Ethereum đẩy lên so với lại rút ra như là các bạn nhìn thấy gần đây đi nhìn một khoảng chừng một tuần thì các bạn thấy được là trong vòng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ngày qua thì các bạn thấy được là đã có ít nhất đó, là 4 tới 6 ngày có nhiều cái ether đẩy lên so với lại rút ra. Nhìn vào cái tài liệu của ngày hôm nay đó, hôm nay chưa kết thúc thì các bạn vẫn có khả năng thấy được đó là ngày hôm nay đi thường xem coi là khả năng như thế nào. Khả năng là các bạn thấy được là ngày hôm nay cũng có thể kết thúc với nhiều ether nạp hơn là rút ra. Đó là cái tình hình của Ethereum và Bitcoin nói chung, Bitcoin thì cũng như vậy, ngày càng ít đi. Ethereum thì cái xu hướng mà càng hay ít tiền nó đã coi như là khẩn lại và lại có thêm một ít tờ nhưng mà cũng chưa đáng ngại đâu đó là chúng ta nhìn chung về những cái tài liệu on chain mà thường thường hay chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một cái bài bỏ phiếu mà Thượng đã chia sẻ với các bạn hồi sáng nay trên những mạng xã hội Tổng cộng bây giờ là có 470 bạn đã bỏ phiếu rồi Và các bạn thấy được là câu hỏi rất đơn giản Các bạn có nghĩ là kết thúc của năm nay đó có nghĩa là chúng ta chỉ còn có khoảng chừng 10 ngày nữa thì kết thúc năm nay liệu BTC có trên 50.000 hay là không thì giá của bịch không bây giờ đó là 49.287 thì câu hỏi này nghe như là dễ lắm tại vì cái mức giá bây giờ so với 50.000 thì cũng không có cách xa lắm nhưng mà các bạn thấy là chúng ta sẽ nhìn về một số những tài liệu cho các bạn thấy được là thực sự không có dễ biết được là kết thúc năm nay sẽ ra sao đâu nhưng mà về cái phương diện bỏ phiếu đó thì 470 bạn đã có là 350 bạn 74% nghĩ là kết thúc năm nay sẽ hơn 50.000 đô và có 120 bạn 25% nghĩ là kết thúc năm nay giá sẽ dưới 50.000 đô thì nếu như mà giá thực sự trên 50.000 đô sẽ có rất là nhiều người lon bây giờ rồi đang rất là vui hay những người mà sử dụng option cái lệnh call đó sẽ rất là vui Tôi sẽ chia sẻ thông tin này với các bạn một lát nữa Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ Đó chính là một dự án có tên là Sambala Và đây là cái thông điệp đến từ dự án Thì Sambala là kết hợp tất cả xu thế và một thế giới Metaverse bao gồm GameFi và NFT Thì Sambala đó là một thần thoại rất nổi tiếng về một vương quốc bí ẩn Là một cái thế giới đảo ngược trong lòng trái đất rộng và xã hội của Samba là đó bản sắc của con người xã hội các mối quan hệ đất đai tài sản tiêu dùng trò chơi vân vân tất cả đều được định danh bởi NFT thì tầm nhìn của Made Universe của Samba là xây dựng một hệ sinh thái của những người sáng tạo và cái token chính là ba là là tiền tệ cốt lõi của hệ sinh thái này ba là giúp làm tăng giá trị cũng như là người dùng có thể là kiếm tiền gia tăng thu nhập cho bản thân của mình thì ba là token là cái uh, token chính và cái token quản trị của cái uh, hệ sinh thái này và samba là hiện đang có các yếu tố DeFi theo yêu cầu của nền kinh tế của gamefi một hệ thống khuyến khích hoàn chỉnh khai thác đất khai thác thanh khoản vân vân nó cũng cung cấp cho người chơi nhiều cơ hội để mà kiếm tiền trong cái quá trình mà chơi trò chơi này hệ sinh thái của samba là đó là một cái uh, metaverse có nghĩa là gamefi và nft cụ thể đó thì nft gồm có là nft land và nft avatar và với nft avatar đó tức là mỗi hình đại diện đều có cái độ phổ biến và những hình đại diện là nft khang hiếm và với cái nft land đó, nghĩa là đất đó trong samba là người chơi phải mua đất trước khi mà tham gia vào trò chơi cũng như là khai thác quặng, trồng trọt và xây nhà vân vân thì NFT trong game file đó thì chúng ta có một cái token gọi là đồng chip CHIP là cái token giao dịch trong thế giới của Samba là được sử dụng giao dịch trong trò chơi bao gồm mua công cụ và tăng thu nhập từ việc chơi game trao đổi người chơi có thể đổi từ đồng chip qua đồng ba là token thì sắp tới đây đó Samba là có một sự kiện quan trọng tung ra ba là game đây là một cái game file play to earn người chơi có thể gia tăng thu nhập từ việc chơi game cụ thể hơn đó là ba là game đặt mục tiêu tạo ra một nền kinh tế thế giới ảo bằng cách là xuất bản các trò chơi play and earning tài trợ cho nhiều game thủ đồng thời tạo ra các công cụ giúp phát triển metaverse trong tương lai của game ba là swap đó thì người chơi có thể mua ba là mua đồng chip token trên đây với cái phí rất là rẻ hoặc tham gia vào staking để mà tăng thêm thu nhập thì cái tiềm năng của Samba là, là gì? Thì hơn 73% của 3 token đã được đốt thông qua cơ chế mua và bán với, mỗi giao dịch sẽ có 12% phí, trong đó 6% sẽ đốt đi, 6% token còn lại chia đều cho các uh, holders khác và holders càng lâu nên thì nhận được càng nhiều token. Thế giới Metaverse bao gồm NFT, GameFi giúp người chơi kiếm được thêm thu nhập và cái đó là sự ra mắt của Bala Game và năm 2022 sẽ giúp cho các nền tảng game file IDO trên Sambala. Người chơi có thể giao dịch ba là token trên ba là Swap, PancakeSwap hay là Bitmark. Thì những bạn nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm cái dự án Sambala này thì các bạn có thể theo dõi những cái thông tin chính thức như là website chính thức của Sambala hay là tham gia vào nhóm Telegram Việt Nam bằng cách là các bạn bấm vào cái link ở bên dưới cái video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Sambala. Thì Tôi muốn chia sẻ một số những cái nhận định đi Thì hồi nãy chúng ta nói tới những cái tài liệu on-chain Thì cũng như là hàng ngày mà thôi Các bạn thấy được cũng không có thay đổi nhiều à, Chúng ta thấy là phần lớn tài liệu on-chain cũng là tốt Thì có tài liệu on-chain nào Mà chúng ta cần phải quan tâm đến Thì là không có thể nó không có tốt Như là những tài liệu kia Thì à, có một tài liệu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Khi mà chúng ta nhìn vào à, Cái tài liệu liên quan tới những cái lệnh futures Thì các bạn sẽ thấy được là Để thường chuyển qua cái bài này để các bạn thấy rõ hơn thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái lệnh futures á, thì các bạn sẽ thấy được là đối với lệnh futures thì chúng ta không thấy cái sự tăng trưởng nhiều như là các bạn cũng thường hay nghe thường chia sẻ là sau cái đợt mà có nhiều lệnh futures bị thanh lý á, từ lúc mà 69.000 đi xuống cho tới thời điểm bây giờ thì chúng ta thấy được là cái đường màu xanh này đó đại diện cho có những cái lệnh future trên sàn thì thực sự là cũng tăng một chút nhưng mà không có tăng nhiều coi như là cứ tăng nhẹ nhẹ và thôi không có thêm nhiều lệnh futures cái mức bây giờ vẫn còn cao nhưng không bao giờ thấp nhưng mà không có nhiều lệnh futures so với những cái đợt mà bị thanh lý trước đây mỗi lần bị thanh lý đó thì lại nhanh chóng có nhiều lệnh future đẩy lên nhưng mà đợt này không có thì có phải là tốt hay không thì đương nhiên về cái phương diện lệnh futures là tốt chúng ta không muốn có quá nhiều lệnh futures Tại vì có nhiều lệnh futures thì đó là con dao hai lưỡi Đương nhiên nhiều người sốt mà giá cả tăng sẽ dẫn đến là hiện tượng là sốt bị thanh lý Thì sốt bị thanh lý đó càng thanh lý thì giá nó lại càng tăng lên Và ngược lại long bị thanh lý nhiều thì càng thanh lý giá nó sẽ càng đi xuống Cho nên nói chung thật không có thích nhìn quá nhiều lệnh futures thì lệnh futures bây giờ đã không có tăng trưởng nhiều sau cái đợt gọi bị thanh lý mạnh mới đây thì cũng là tốt nhưng mà có một điều khác đó được chỉ ra ít nhất là bởi hai người ở trên crypto hoa ngày hôm nay là chúng ta bây giờ không nói riêng là cái lệnh uh, futures chúng ta nói chung những cái lệnh margin đi thì th trên thực tế đó chúng ta không tính lệnh futures mà tính chung hết tất cả thì các bạn thấy được là những cái lệnh mà đòn bẩy đó thực sự đã tăng lên và thậm chí còn cao hơn cái uh, À, thời điểm gần đây nữa, có thể nói là bây giờ là cái mức um, rất là cao rồi thì chúng ta thấy được uh, điều này có nghĩa là gì? Điều này chúng ta tiếp tục uh, là quan sát mà thôi, có một điều mà hầu như ai cũng nhận ra là tuy chúng ta thấy có nhiều cái lệnh đòn bẩy tăng lên nhưng mà cái uh, chỉ số funding rate, uh, cái mức À, qua đêm đó bây giờ là 0.0048 có nghĩa là gần như con số 0, có nghĩa là không có nghiêng về long hay là short ở thời điểm hiện bây giờ coi như là hai bên cũng cân bằng với nhau mặc dù là có nhiều cái lệnh margin hơn ở thời điểm hiện tại ở trên những cái sàn đây là một trong những điều mà chúng ta tiếp tục quan sát và thôi như này cũng có cái uh, những cái uh, nhận định như vậy các bạn thấy được là chúng ta nhìn thì hiện bây giờ đó không có dấu hiệu là nghiêng về một bên nào hết nói chung ở thời điểm hiện bây giờ thì chúng ta thấy đó là cái đợt mà tăng trưởng gần đây đã hầu như rất là im lặng có nghĩa là chúng ta không thấy cái sự ồn ào thậm chí khi mà chúng ta trở lại cách đây khoảng chừng một tháng một tháng đó lúc mà giá cả khoảng 69.000 đô đồ trong đồng bịch khôi đó thì lúc đó là cây đỉnh cao mới của BTC nhưng mà các bạn cứ so sánh đi so sánh với lại cái đợt đầu tiên mà Bitcoin lên tới 63.000 đô hay là trước đó mỗi lần mà Bitcoin phá giống như là 40.000 đô, 50.000 đô thì các bạn thấy được là cái sự ồn ào nó đã tăng lên rất là nhiều thời điểm đó nhưng mà cái đợt mà 69.000 mới đây thì rất là im lặng Tại vì sao vậy? Tại vì có rất nhiều người đã rời khỏi thị trường này cái lúc mà điều chỉnh rất mạnh hồi tháng 5 đó từ 63.000 xuống còn 29.000. Cho nên trên căn bản đó nếu nói là chúng ta có nhiều bạn mới trong thị trường này thì đừng không có nghĩ là như vậy. Chúng ta đương nhiên ngày nào cũng có người mới nhưng mà nếu nói là cái sự ồn ào tại vì nhiều người mới tham gia vào thì bây giờ chúng ta chưa đến mức đó đâu. Thì đây là một trong những điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn có nghĩa là cái đợt tăng trưởng đợt này đó thì có nhiều người hy vọng là chúng ta có thể là từ từ giữ được những cái mức giá như thế này và từ từ bước lên nó sẽ vững chắc hơn cho BTC chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi nhưng mà nói tới đây đó thì các bạn thấy được là câu hỏi mà thường chia sẻ với các bạn là chúng ta có khả năng thấy BTC hơn 50.000 đô cuối năm hay là không thì để trả lời câu hỏi này đó có một điều khác nữa mà chúng ta cần phải nghĩ đến đó là cuối cây tháng 12 này đó, nghĩa là ngày 31 thì chúng ta có tổng cộng là 24 tỷ đô la lệnh option, có nghĩa là quyền được mua và quyền được bán đó sẽ đáo hạn vào cuối năm và hiện bây giờ đó chuẩn đoán đó cái max pen price bây giờ đó là khoảng chừng là 48.000 đô thì hiểu đơn giản nhất đó đây là cái điểm mà nếu như mà giá BTC cứ xoay quanh cái mức là 48.000 cái ngày hết hạn ngày 3 tháng, tháng 12 đó thì đây là cái mức mà nhiều người mà có những cái lệnh call nghĩa là định đánh lên hay là định put để đánh xuống ở option đó, nó sẽ lỗ nhiều nhất. Cho nên thường đó thì đến gần ngày hết hạn đó thì hai bên sẽ cố gắng để mà đẩy giá nghiêng về bên của mình để mình có được lợi nhiều nhất và thường đó bên nào mà có cái lợi nhiều nhất đó, bên đó thường sẽ có cái sự thành công đẩy giá về bên đó bằng một cách nào đó để mà đẩy cái giá trên sàn spot chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi tại vì 24 tỷ này đó là một con số uh, rất là cao và hiện bây giờ thường chưa có tài liệu là bây giờ đó nếu như mà trên 48.000 thì có nhiều người thắng hơn hay là dưới 48.000 có nhiều người thắng hơn. Chúng ta hy vọng là trên 48.000 là có nhiều người thắng hơn thì lúc đó chúng ta mới à, có cái sự kỳ vọng là giá sẽ trên 48.000 và có khả năng là trên cả 50.000 đô. Đây là những gì mà thùng muốn mang đến cho các bạn khi chúng ta nhìn vào những cái tài liệu on chain như thế này. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta bây giờ cũng còn 10 ngày nữa là kết thúc năm 2021 này rồi và bây giờ giá của BTC là 49.000 chúng ta mới về nói là giá không biết kết thúc có hơn 50.000 hay là không nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ đó là cái sự kỳ vọng của cuối năm 2021 này là BTC 100.000 đô dựa theo cái mô hình stock to flow thì có khả năng hay không thì đương nhiên là khả năng nào cũng có thể các bạn chúng ta từng thấy giống như là năm 2017 đó lúc đó giá BTC đi từ cái mức là 10.000 tới 20.000 nhưng hai trong thời gian chỉ có là à, 10 ngày hay gì đó mà thôi cho nên quanh nó có thể là giá BTC bây giờ bơm mạnh một cái lên tới cái mức là 100.000 nhưng mà khả năng đó tôi nghĩ là không có cao lắm và chúng ta bây giờ sẽ quay lại để mà nói về cái mô hình Stock to Flow Tại vì đây là một trong những điều mình cảm thấy là chúng ta cũng cần phải nên nói đến Thì các bạn cũng đã biết mô hình này rồi Thường sẽ không có đi vào chi tiết nữa Tại vì chúng ta đã làm vô số những cái video chia sẻ về mô hình này Bây giờ hầu như ai cũng nói rồi Channel này đã nói tới mô hình này từ năm 2000 À, 019 và mô hình này đó đã dẫn chúng ta đến 55.000 đô lúc đó giá BTC chỉ có là 5.000 đô mà thôi và mô hình này đó thực sự đã dẫn các chúng ta lên tới 55.000 đô nhưng mà bây giờ đó khả năng dẫn chúng ta tới 100.000 đô đó thì nó hầu như là không có cao lắm bây giờ thì <laughs> các bạn thấy được là khi nào chúng ta mới thấy mô hình này đó coi như là không còn hiệu quả nữa nhiều người à, cũng đang à, muốn biết cái điều này thì đây là những cái lời chia sẻ đến từ plan b chứ không phải là đến từ thuận thì các bạn được là plan b là người mà đã tạo ra cái mô hình này cho Bitcoin khôi đây là một mô hình đã có trong thị trường tài chính rồi nó À, chẩn đoán giá những loại tài sản mà có cái uh, nguồn cung có hạn và có giá trị như là vàng vân vân thì uh, các bạn uh, thấy đó là có hai mô hình một là mô hình stock to flow thông thường hai là cái mô hình stock to flow phiên bản thứ hai hay là còn gọi là S2F đó thì cả hai mô hình này đó đều tương tự như nhau chỉ là cái mức giá nó khác nhau mà thôi nhưng mà bây giờ đó các bạn thấy được là cái mức giá đáng lý đâu chúng ta khi mình thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là cái mức giá bây giờ đó là chỉ là mức giá kết thúc bây giờ là 47 000 nhưng mà hiện bây giờ là 49 000 rồi cái biểu đồ vẫn chưa update nhưng mà đáng lý đâu ở cái thời điểm hiện tại chúng ta phải là khoảng chừng mà là trung bình là 107 000 đương nhiên chúng ta không có trung bình 107 000 à, thì khi nào mới coi như là mô hình này vô hiệu quá thì chúng ta nhìn vào một số những cái lời chia sẻ của Plan B Đây là một cái tweet đó, từ Plan B Tại vì các bạn cũng đã biết đây là mô hình rất nổi tiếng đương nhiên là rất nhiều người chỉ trích cái mô hình này Thì Plan B hồi tháng 1 của năm 2020 Nghĩa là năm ngoái đó chứ không phải là bây giờ Đã nói là nếu như mà mô hình này đó Không cho chúng ta thấy được BTC 100.000 đô cuối năm 2021 đó Thì đối với Plan B cho là vô hiệu hóa Thì các bạn hiểu rồi Plan B đã chia sẻ điều này vào tháng 1 của năm 2020 cái đó nữa đó thì các bạn thấy được là năm 2021 tháng 6 đó thì cũng nói điều tương tự nếu như chúng ta không có 100.000 tháng 12 đó thì coi như là chúng ta đã không có chẩn đoán đúng sử dụng cái mô hình stock to flow này. Kế tiếp nữa các bạn thấy được Plan B cũng là chia sẻ trên Twitter ngày 23 tháng 9 năm 2021 thì cũng tương tự mà thôi. Giá phải 100.000 hay là hơn 100.000 hay là cái mô hình stock to flow coi như đã vô hiệu hóa và đây là mô hình stochastic flow phiên bản 2 SUF. À kế tiếp nữa các bạn thấy được là cũng là cái uh, thời điểm là hồi tháng 8 năm 2021 cũng là như vậy, nói là phải trên 100.000 hay là chúng ta thấy được là cái uh, tài liệu hồi tháng 11 ngày 8 tây mới đây thì cũng như vậy, phải thấy được 100.000 cuối năm nay nếu không coi như là vô hiệu hóa thì Dựa theo Plan B đó, các bạn đã thấy được là nếu như chúng ta 10 ngày nữa không thêm 100.000 đô Thì cái mô hình này coi như chúng ta, cái sự tin tưởng nó đã giảm xuống rất là nhiều rồi Nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó, không phải là mô hình này đó nó uh, tốt hay là xấu Hay là chúng ta bây giờ sẽ chuyển qua để mà chọi đá Plan B Mà cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là đây là một cái mô hình chúng ta cần phải nhìn vào cái góc cạnh nó xa hơn đây là một cái mô hình thực sự đó đã chứng minh được là Bitcoin nó có cái xu hướng là đi theo một cái loại tài sản mà có giới hạn và có giá trị được nhiều người săn đón cho nên chúng ta mới thấy được là bao nhiêu năm qua giá của BTC đó đi theo xu hướng của mô hình stock to flow cho dù là ở ngay thời điểm bây giờ đã giá của BTC không có giống như là cái giá được chẩn đoán là 100.000 đô nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể coi như là dẹp bỏ cái mô hình này và coi như là BTC không phải là một cái tài sản lưu trữ giá trị như là vàng, không có theo cái một cái xu hướng như là một loại tài sản được. Tại vì các bạn thấy là trên thực tế bao nhiêu năm qua giá cả của BTC đều đi theo cái mô hình này. Và cái sự khác biệt đó là các bạn nên nhớ là cái người mà tính mô hình này đó, tính là giá của BTC là 100 000 thì có thể là Plan B đã tính sai cái giá đó vào thời điểm nào. Bản thân thường nơi thì vẫn cảm thấy là BTC vẫn tiếp tục trên con đường mà đi tới 100 ngàn mà thôi Cũng không có gì gọi là uh, quá uh, khác biệt so với như mình thường chia sẻ trước đây Sớm mua gì chúng ta cũng sẽ thấy được 100 ngàn đô Chỉ là Plan B chẩn đoán là sớm hơn là có thể xảy ra Có nghĩa là trong vòng 10 ngày nữa Và các bạn uh, cũng đã thấy được là Plan B cũng đã từng đồng ý với lại cái suy nghĩ của Benjamin Cohen Một trong những người mà liên tục chia sẻ đó là chúng ta À, đúng là nên nhìn vào quá khứ nhưng chúng ta cũng phải là giống như là cập nhật thêm một chút nữa tại vì mỗi một chu kỳ đó nó đều dài hơn như là các bạn thấy được là mỗi một màu trên màn hình đó để đại diện cho một chu kỳ giống như là cái màu tím này đó là chu kỳ tăng trưởng đầu tiên của BTC cái màu kế tiếp đó màu xanh này là chu kỳ tăng trưởng thứ nhì của BTC cái màu kế tiếp nữa đó là cái màu thứ ba là cái mùa tăng trưởng thứ ba của Bitcoin có nghĩa là năm 2017 đó và đương nhiên cái màu bên dưới này đó cái màu cam này đại diện cho chu kỳ hiện tại và cho đến cái thời điểm là ngày 18 tây tháng 12 đó có nghĩa là cái T3 ngày thì rất rõ ràng là chu kỳ này đã dài hơn chu kỳ năm 17 và rõ ràng là chu kỳ năm 17 dài hơn chu kỳ À, năm 13 và chu kỳ năm 13 dài hơn chu kỳ năm 11 thì không có lý do gì chúng ta không nghĩ là chu kỳ này sẽ tiếp tục qua tới năm 2022 và thường đã chia sẻ với bạn trước đây nhiều bạn hỏi thuận là thường nghĩ như thế nào về cái xu hướng của giá cả từ đây cuối năm và qua năm có tăng trưởng nữa hay là không tôi sẽ chia sẻ thêm một vài cái suy nghĩ cá nhân của thuận ngày hôm nay nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta cũng đã từng nói tới là tùy theo các bạn có thể nhớ là cách đây nhớ khoảng chừng là hơn một tháng gì đó khi mà thường có livestream với lời thiện của cô việt nam đó thì chúng ta cũng đã nói khá nhiều về cái đề tài này và lúc đó thường đã nói là tùy theo là giá btc kết thúc năm 2021 như thế nào thì chúng ta mới có thể là biết được là à, kế tiếp sẽ là sao. Tại vì nếu chúng ta có sự tăng trưởng mạnh giống như là nhân 2, nhân ba trong thời gian rất ngắn và kết thúc cuối năm nay thì thường không nghĩ chúng ta sẽ qua tới năm sau chúng ta sẽ kết thúc cái mùa tăng trưởng đối với thuận là cuối năm nay. Nhưng mà chúng ta đã không thấy rõ xảy ra thì cái phương án thứ nhì là chúng ta tiếp tục thấy Bitcoin cứ tăng trưởng từ từ hay là cứ tích lũy ở một vùng nào đó qua tới năm 2022 và chúng ta sẽ bước vào cái chu kỳ dài hơn thì các bạn thấy được đó là đây cũng là điều mình thường đã từng chia sẻ trong cái video hồi năm 2019 thường đã nói tới trong cái video làm ngày hôm qua rồi thì chẩn đoán đó là dựa theo cái số đường ngày và cái chỉ số đó thì chúng ta vẫn đang trên con đường tới 100.000 đô nhưng mà dựa theo cái dự đoán này đó là tới tháng 6 năm sau lận. Tuy nhiên đây là một cái bài Thuận chia sẻ hồi tháng 6 của năm 2019. Thì nếu các bạn hỏi thường nên thì thường ít nhất nghĩ là chúng ta sẽ tiếp tục thấy mùa tăng trưởng này kéo dài qua cho đến quý 1 có nghĩa là cuối tháng 3 của năm 2021. Ở thời điểm hiện tại chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Thì vì bạn hỏi thường nên là tại sao thường lại không có đưa ra những cái sự chẩn đoán cho tương lai mà cứ đi từng bước như vậy? Tại vì thực ra mà nói đó một trong những cái lý do thường nghĩ là nhiều bạn đó à, dẫn đến là đầu tư không thành công là tại vì chúng ta chẩn đoán nhiều mà chúng ta không thấy tôi đã từng chia sẻ một cái ví dụ với các bạn đây là một cái show cũng rất là thú vị và nổi tiếng ở Hoa Kỳ có tên là Stories World thì à, đây là một cái show về đó là các bạn biết là người Hoa Kỳ nên thì họ di chuyển rất là nhiều bản thân thường các bạn nào theo dõi channel này cũng biết là thường di chuyển liên tục luôn di chuyển từ À, cái uh, townhouse thường có trước đây rồi qua cái nhà mà có cái hồ đó rồi sau đó từ nhà có hồ thường di chuyển lên trên quận cam uh, ở trong uh, một cái uh, chung cư uh, lúc mà thường đang chờ đợi để mà mua cái nhà mới nhà thường đang ở bây giờ nè thì sau đó thường lại di chuyển từ cái nơi đó qua cái nhà thường đang ở hiện bây giờ thì người Hoa Kỳ di chuyển rất nhiều tại vì cái nhu cầu người ta đi làm thì mỗi lần mà di chuyển như vậy đó thì nhiều khi người ta có nhiều đồ quá đó người ta không có cách nào để mà đem hết tất cả đồ thì họ người ta sẽ mướn một cái nơi lưu trữ đó giống như các bạn nhìn thấy trên màn hình một cái kho để mà lưu trữ đồ của họ nhưng mà cái nơi lưu trữ đồ này đó thì họ phải cần trả tiền hàng tháng nhiều khi đó cái số lượng đồ đạc mà họ có nó không có đáng giá cho nên nhiều người bỏ luôn họ không có tới để mà lấy thì khi điều đó xảy ra đó thì cái chủ của nơi này thay vì là họ lấy những đồ đó ra họ bán từng món rất là phiền phức thì họ sẽ tổ chức một cuộc đấu giá và mọi người đến để mà đấu giá cho cái món đồ mà họ thấy à, ở trong à, những cái chỗ này và khi mà họ mở lên á như tới đấu giá đó thì được quyền nhìn trong thời gian khoảng chừng là 5 phút hay 10 phút gì đó thì những người này đó họ sẽ không được đi vào để mà xem À, hay là lục lạo họ chỉ đứng ngoài mà con mà thôi để cho công công bằng và họ thường là đưa ra một cái đấu giá chỉ dựa vào những gì mà họ nhìn mắt thấy được mà thôi họ sẽ không thấy được những gì mà À, sau lưng cái bàn hay là sau lưng cái ghế đó nhưng mà họ cũng sẽ không có chẩn đoán đâu tại vì nếu như không có thì họ sẽ trả giá quá đắt cho một cái số đồ như vậy cho nên cái mà thường chia sẻ dòng do gì để các bạn hiểu được là chúng ta thực sự chỉ nên đưa ra những cái chẩn đoán dựa theo những gì mà chúng ta biết mà thôi à, chúng ta sẽ nói thêm về cái đề tài này một lát nữa và vì lý do đó, thì các bạn thì thường thường là không có thích chẩn đoán là 10 năm sau, 5 năm sau hay là từ đây đến cuối năm ra sao Thường chỉ thích là chúng ta đi từng bước một mà chúng ta dùng logic để mà giải thích từng cái từng cái một và đương nhiên rất phù hợp với lại cách đầu tư của thuận từ bấy lâu nay là trung bình giá. Những gì mà thuận chia sẻ bạn là những cái suy nghĩ hiện tại của thuận. Đây là những cái tài liệu liên quan tới cái mô hình start to flow này. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào? Các bạn comment ở bên dưới cái video này. Thuận nghĩ là 100 000 đô chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và đương nhiên thuận cũng rất là có cái thì cảm đối với mô hình start to flow này cũng là một trong những cái Kim Chí Nam dẫn chúng ta đến được ngày hôm nay, trong những lúc mà đen tối nhất như là năm 2019.